Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Khói Lam Chiều. Và rất hân hạnh chào đón các bạn mới đến với kênh. Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách like cũng như chia sẻ video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên phía góc phải màn hình để ủng hộ cho kênh và đón những video mới nhất. Còn hôm nay, chào đón các bạn quay trở lại với kênh. Thì mình sẽ chia sẻ một ít về những cái kinh nghiệm làm bánh của chính bản thân mình. Và mình mong rằng các bạn sẽ có những cái bánh ngon, đẹp mắt để chiêu đãi cả nhà mình trong những ngày cuối tuần. Và món bánh đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn đó sẽ là món bánh chuối chiên. Hy vọng các bạn sẽ thích và đón nhận nó. Và nếu có bất cứ thắc mắc gì, bạn có thể để lại ý kiến ở phía dưới comment. Mình sẽ trả lời các bạn cũng như giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn nha. Còn bây giờ, chúng ta sẽ vào bếp xem những nguyên liệu mình sẽ dùng cho món bánh ngon bổ rẻ này như thế nào nha. Bánh mì thì bạn nói là mẹ nói là bánh mì thì bạn thương hiệu và làm bánh nó sẽ bán cho bạn.
baking powder này nó làm cái bánh mềm sớt quýt rất là ngon, giống một lần và bên cạnh đó là để cho nó mềm hơn, nó ngon giòn giòn hơn thì chúng ta sử dụng thêm phần này. Còn nếu bạn không tìm thấy cái này nhỏ này thì thôi, có thể bỏ qua cái bước này được ha. Bạn có thể sử dụng là cái cân kim đồng hồ nha, cũng được. Chiên giòn vào đây luôn. Các phần bột chiên giòn này bạn cũng có thể thay thế cho nó bằng bột bắp các bạn, cũng rất là giòn và rất là nổi. Nếu bạn ăn ngọt nhiều thì bạn sẽ cho khoảng 450g đường. Còn nếu bạn ăn ngọt ít thì cứ 300g bột, chúng ta cứ cho 300g đường. Ở đây mình có 855 bột tập tổng rồi, thì mình cho thêm 300 nữa thì nó là 1.125. Rồi xong, và bạn cho vào đây một thìa cà phê muối. Nó tương đương với 2g các bạn. Một thìa cà phê muối thì nó sẽ tương đương với 5g muối. Tiếp đến đó là sẽ
cái phần cân men. Ở đây thì chúng ta sẽ không sử dụng cái phần đựng bột nữa, mà chúng ta sử dụng một tờ khăn giấy nhỏ mình lót lên cái cân để cân cho nó được chính xác cái lượng men của mình cần dùng nha. Ở đây mình có 300g, tổng cộng với trọng lượng bột của mình là 1kg hơn, thì chúng ta sẽ cho tầm khoảng 10g men bột nổi các bạn. Nếu chúng ta trọng lượng của chúng ta ít hơn thì mình canh. Nếu chúng ta có sử dụng có hai loại bột nổi thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần này tầm khoảng 7-8g thôi. Ở đây mình sử dụng 7g để mình cho thêm cái phần men nổi của mình vào đây nữa. Men nổi của mình sử dụng thêm 5g nữa, tổng là 12g nha. Vừa đủ 12g thì chúng ta sẽ trộn vào cái chung với cái phần bột của sao chúng ta đã chuẩn bị trước đó. Còn nếu như bạn chỉ sử dụng baking powder thôi thì bạn sử dụng của nó tầm khoảng 10g là được rồi. Chúng ta sẽ trộn đều cái phần hỗn hợp mà bột của mình lên. Nhớ là trộn đều hoàn toàn luôn nha. Rồi sau đó chúng ta mới cho cái nước vào đây. Bên cạnh đó, bạn muốn cái màu chuối của mình đẹp thì mình có sử dụng thêm một ít màu thực phẩm, đó là màu đỏ với màu vàng. Chúng ta sử dụng 3 giọt màu đỏ và 2 giọt màu vàng để cho cái màu bánh chuối của ta nó lên nó đẹp. Nếu bạn không thích thì mình có thể bỏ qua cái bước này, hoặc bạn có thể thay thế cái phần đường cát của mình á, trong công thức á, bạn thay thế bằng một cái loại đường nâu hoặc đường đỏ để cái màu bánh chuối chiên của mình nó giống như cái bánh ở ngoài chỗ tiệm người ta chiên. Mình thì mình chiên ở nhà cho mấy em ở cu ở nhà nó ăn thì mình sẽ không sử dụng màu ha, mình làm như thế này thôi. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp này và để cho nó thấm men. Đây, mình để cho thấm men vào đây trong thời gian khoảng 10-15 phút, thì trong lúc đó mình sẽ đi lột vỏ phần chuối và chúng ta sẽ cắt mỗi trái chuối, chúng ta cắt làm đôi để chiếc bánh chuối chiên chúng ta chiên nó vừa và nó đẹp. Trong cái phần lột vỏ chuối á, thì bạn nên chú ý cái phần gân của trái chuối để mình bỏ hết cái phần gân chỉ đó đi. Đây, cái phần chỉ của chuối, cái trái chuối nè, để nó hay bị chát các bạn. Nếu mà mình chuối mới vừa chín mà nó không được ngon lắm là nó sẽ bị chát nha. Còn nếu mà đảm bảo chuối vườn, chuối sạch thì yên tâm, không sao hết. Rồi, khi mình lột vỏ trái chuối như thế này, chúng ta sẽ cắt làm đôi. Tại lát nữa mình sẽ ép cái phần trái chuối này á. Cái lõi bằng bơ chuối, bạn chú ý nè, cái lõi chuối nó bị ngâm thuốc là nó sẽ cứng ở đây và nó rất là chát, không ngon. Cái này chuối mà nhà mẹ mình cho nên nó rất là an toàn, chuối nhà mình. Chúng ta cứ làm như thế này cho đến khi hết cái phần chuối của mình nha. Nếu chúng ta sử dụng bột như thế này, chúng ta sử dụng nhiều chuối. Còn chúng ta sử dụng ít chuối quá thì mình sẽ bớt cái lượng bột trong công thức lại nha. Sau khi mình đã làm phần chuối của mình xong rồi nè, bạn nhớ là mình cắt trái chuối, mình cắt làm đôi để nó vừa và chúng ta chiên nó được giòn, được đẹp, được phồng và nó ngon, nó vừa trái chuối hơn là chúng ta cắt mỏng quá hoặc để dày quá nha. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi pha phần bột của mình ở trong bột công thức hồi nãy chúng ta đã trộn rồi đó. Nếu bạn cảm thấy nó nhiều quá và mình ước lượng cái lượng chuối của mình có rất ít, chúng ta không sử dụng hết, thì chúng ta có thể là
múc chia nhỏ nó ra và chúng ta sử dụng khoảng 1/3 hoặc là phân nửa. Phần còn dư, nếu phần còn dư lại chúng ta không pha đó, chúng ta cho vào một cái túi zip, rồi sau đó chúng ta bọc kính miệng nó lại và cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Lần sau bạn muốn sử dụng, bạn mang nó ra để thật là nguội, rồi chúng ta pha và sử dụng như bình thường. Ở đây thì mình sẽ cho nửa cái phần công thức bột này vào đây thôi, để nếu có dư thì chúng ta vẫn có thể để lại được nha. Tiếp đến là mình cho nước vào. Thì nước chúng ta cho vào đây, chúng ta cho từ từ thôi, để nó thành một cái hỗn hợp sền sệt vừa tay, chứ không lỏng quá mà cũng không đặc quá. Và chiên chuối chiên thì chúng ta sẽ chiên đến 2 lần, cho nên bạn không phải lo là cái phần bánh chuối chiên của ta cái da nó không dày. Nếu bạn để ý kỹ một tí thì bạn sẽ thấy cái người bán họ chiên đến 2 lần cái lần. Chiên xong rồi vừa vàng áo được một cái lớp bột rồi, người ta sẽ vớt lên để cho nó ráo dầu và cho nó vào áo bột thêm một lần thứ hai nữa rồi mới chiên hoàn thành trái chuối. Và nếu mình muốn ăn dày bột hơn nữa thì chúng ta có thể áo 3 lần là cái trái chuối chúng ta rất là dày lớp bột và rất là ngon. Nó dày thì nó không dày lắm, nó chỉ dày hơn ở ngoài hàng người ta bán tí thôi à. Một số người á, mấy bạn họ sẽ muốn cái phần này á, nó giòn và nó dai hơn, cái trái chuối nó không bị xẹp sau khi chiên á, người ta sẽ cho vào đây một ít bột nếp nữa để nó giữ được cái vỏ, cái da lớp ngoài của cái bánh chuối chiên á, nó không bị xẹp xuống. Chứ mình là chủ yếu là mình chiên mình muốn nó được giòn được ngon thì chúng ta sẽ làm như thế này. Bột chiên giòn nè, bột bắp, bột gạo và bột mì là được rồi. Chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này. Đây, nó sền sệt như thế này nè. Rồi mình cho cái phần bột này nó nghỉ 30 phút để cái phần men của chúng ta lúc nãy trộn á, nó được nở ra. Nửa cái bột rất là ít đúng không ạ? Nó chiên chỉ được khoảng tầm 10 đến 15 quả chuối thôi. Này của mình có tới 30 mấy quả tới lần. Nhưng mà để cho chắc ăn không phí bột thì chúng ta sẽ làm như thế này. Bạn đánh cái phần bột này ra cho nó tơi đều ra nha, nhuyễn mịn đều ra. Và chúng ta sẽ ủ bột á, cho nó nghỉ trong vòng 30 phút. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi chiên bánh. Lúc mình đánh như thế này, cái phần đường ở trong bánh nó cũng tan ra luôn rồi, nên là mình cố gắng để cho cái phần đường của mình nó đánh cho phần đường mình nó tan hết, để cái phần bột mình nó nghỉ rồi lúc mình chiên bánh nó thao tác nó nhanh lẹ hơn, mình không phải đánh đi đánh lại nhiều lần. Khi bạn trộn cái phần bột của mình á, nó mịn đều ra như thế này rồi, chúng ta sẽ ủ cái phần bột này trong vòng 30 phút để cho nó nghỉ và nó nở được cái men trong đây ra nha. Đây, nó thành một khối sệt như thế này. Các bạn cho nó sệt như vậy, mình chiên chuối nó sẽ đẹp hơn và cái lớp áo của mình sẽ tốt hơn. Lúc này bạn có thể nêm lại, nếu mà nó chưa ngọt á, vừa ý á, thì bạn có thể cho thêm đường, hoặc là nó vừa ý rồi thì thôi. Đây, nửa ký bột là mình pha ra được có bao nhiêu đây thôi,
chúng ta chiên được khoảng 10 đến 15 trái chuối, là nếu 15 trái là lớp áo nó rất là mỏng, còn 10 trái là lớp áo nó vừa, cho nên 1 ký bột như thế chúng ta chiên được khoảng 25 đến 30 trái chuối tùy theo trái lớn hay nhỏ nha. Trái của mình ở đây là mình tính chỉ khoảng nửa miếng thôi á, chứ không phải là nguyên cả trái đâu nha. Mình sẽ để bột này nó nghỉ, lát nữa 30 phút rồi chúng ta sẽ đi chiên. Và chiên là chúng ta sử dụng một cái nồi để phần dầu của mình nó được nhiều, còn không thì bạn có thể sử dụng cái chảo sâu lòng. Còn chắc ăn nhất thì mình sử dụng cái nồi để cho phần dầu của mình được nhiều và trái chuối của mình nó nổi nó phình đều hơn. Sau 30 phút thì cái phần bột của mình nó đã nở đều và nó có bọt bóng rồi bạn, là cái phần men bên trong của mình nó đã nở ra rồi đó. Chúng ta sẽ cho cái phần dầu này lên bếp. Đây mình sử dụng một cái nồi cỡ vừa như thế này và mình cho hơn nửa nồi dầu như thế này, chúng ta sẽ chiên và bánh nó sẽ phồng đẹp hơn. Trong thời gian đó thì mình sẽ ép cái phần chuối này và chúng ta cho vào bột này nha. Khi các bạn thấy cái phần bột của mình á, nếu mà nó sệt quá thì bạn cho thêm nước vào đây nha, để nó vừa kéo sợi như thế này nè bạn, đó bạn, nó vừa kéo sợi như này thì là nó vừa miếng chuối chiên của mình chiên nó ngon nha. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ dùng một cái bọc ni lông đi, mình cắt một bên để mình ép chuối á. Thì là chúng ta sẽ cho cái phần chuối vào đây để như thế này. Bạn dùng một cái dao to bản hoặc là cái tấm thớt nữa cũng được, ép xuống cho trái chuối nó mềm, nó mỏng ra, chủ yếu là để mình chiên cho nó mềm và nó đẹp thôi. Đây, khi bạn ép cái phần chuối như thế này rồi, chúng ta sẽ cho vào cái phần chảo bột của mình nha. Hồi nãy phần dầu á, là mình đã đi bắt lên bếp rồi cho nó nóng rồi, trong thời gian đó thì mình ép chuối rồi mình ngâm vào đây. Không có sức ép thì bạn nên dùng một cái gì đó to bản bự á, mình dần nó xuống cho chủ yếu cho nó dẹp ra, nó mềm ra thì trái chuối mình chiên á, cái ruột chuối bên trong á nó không bị chai cứng, nó sẽ ngon hơn, nó nở phồng đều lên đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ mang cái phần chuối của mình đi chiên nha. Trong cái phần dầu mình đã cho nó sôi lên như thế này, chúng ta sẽ cho cái phần chuối của mình vào đây nha. Bạn hãy dùng một cái giá có lòng á, bạn vớt chuối để nó giữ được cái lớp bột ở phía trên trái chuối. Rồi sau đó bạn cho vào cái chảo chiên của mình. Bạn muốn phần bánh chuối chiên của mình nó đẹp, nó đều á và nó giòn xốp giống như ngoài chợ thì chúng ta cho cái phần dầu nóng già. Sau khi chuối bạn ép rồi xong á, bạn sẽ cho vào cái phần thau đậu của mình á, áo sơ qua rồi
cho lớp một muỗng thôi bạn. Tiếp đến là mình sẽ cho vào cái chảo mình chiên liền. Khi lúc này chảo nóng già rồi thì chuối mình vừa bỏ vào á là nó sẽ nổi lên ngay như thế này đây. Mình cho nó chín đều sơ qua một tí rồi chúng ta sẽ vớt nó ra. Đây, bạn thấy nó nổi đều lên xíu rồi á. Chiên lần thứ hai này các bạn là nó phồng rất là nhanh và cái bánh của mình nó nở rất là tròn, rất là đẹp. Đây là lần chiên lần thứ hai nè bạn. Các bạn thấy là nó nở lên từ từ, nó rất là phồng. Khi như cái trái chuối họ bán ngoài tiệm rồi đó. Ở đây là cái phần mình đã chiên rồi nè. Bạn nhìn thấy cái bánh chuối của mình nè, nó phồng tròn rất là đều, rất là đẹp. Lúc này thì bạn hạ lửa nhỏ thôi để bánh mình nó chín từ từ, nó ngon nha. Trong vòng vài giây là nó nổi lên trên rồi. Chúng ta trở mặt nó từ từ cho nó chín. Ở đây nè bạn, nó bắt đầu nó phồng lên rồi nè. Rất là đẹp. Đây, cái bánh nó phồng đều rất là đẹp. Bánh nó nở phồng đều rất là đẹp. Lúc này mình chiên cái lửa vừa vừa thôi. Mình sẽ tiếp tục cho đến khi hết cái phần bánh của mình thì thôi nha. Mình áo cái lớp bột mỏng thôi để cái bánh của mình nó giòn, nó xốp. Còn nếu bạn muốn ăn cái vỏ bánh nó dày hơn tí thì mình chiên tới bánh áo thêm một lần nữa. Và bạn nhớ lưu ý là khi mình muốn để bột áo thì chúng ta chiên khi mà cái bột này nó vừa chín thôi, như thế này nó không còn dính đũa nữa, và chúng ta sẽ vớt ra để cho nó nguội, nó rõ bớt dầu. Để chúng ta cho thành cái phần bột vào mình áo. Chứ bạn chiên nó vàng vàng như thế này rồi chúng ta áo thì nó sẽ lớp nào nó tách lớp nấy, không ngon nó bánh nữa đâu nha. Bánh của mình đã nở rất là tròn bạn. Để ý thấy không? Và đây phần bánh chuối chiên của mình sau khi mình đã chiên để khoảng 45 phút rồi và bánh vẫn còn tròn đều thế này, nở rất là phồng và rất là mềm, mềm giòn. Món bánh chuối chiên của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Với những chia sẻ bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình, hy vọng là các bạn sẽ có được một bí quyết nho nhỏ để làm món bánh này được ngon và đẹp mắt, có đủ tự tin để chiêu đãi cả gia đình mình trong những dịp cuối tuần. Nếu như cần mình hỗ trợ hoặc giải đáp bất cứ thắc mắc nào của bạn thì hãy comment phía dưới video này, mình sẽ hỗ trợ hết mình cho các bạn nha. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi sự quan tâm, yêu thương cũng như ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian vừa qua đối với kênh. Và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký bên phía góc phải màn hình, cũng như like và chia sẻ video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tới.